Maybe now. Maybe a selfie now. Maybe a selfie đi. Hello. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu mình tên là Maggie. Mình có thể tự cắt móng chân của mình. Mình có thể tự cắn móng chân của mình. Mày biết không, hai con ngồi em đây, ngồi đây má, ngồi đây mà nó ngồi đây má. Giờ chừng lên nó cắn một cái cắt. Nó cắn à? Cắn móng chân của nó. Ai? Trời ơi, tôi lấy trời ơi, nó lõm vô quyết kìa. Nè, chỗ này nói chuyện mà. Em bé cắn Emily hả? Nó kéo chân nó lên. À. Ừ, thôi mình về phòng mình ngủ nha. Ôi trời ơi. Quay đây cái quá vậy. Về bển đi em. Ôi chết cha chưa tắt hả?